Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 3 tháng 2. Mình đang đứng ở đường Hoa, phố Mỹ Hưng. Thì hiện tại đường Hoa mới trang trí, gọi là trong quá trình chuẩn bị thôi. Chưa có gì nhiều, chỉ một vài cái cơ bản. Đây mình đi về hướng Christmas. Xem thử xem là phía đằng này đã có gì rồi nhé. Ồ, đường Hoa mình năm nay tới ngày nào thì có thể khai trương ha? Hết mai. Hết ngày mai rồi hả? Nhanh vậy hả? Thấy chưa chuẩn bị gì nhiều mà. Năm nay vậy thôi á. Năm nay chỉ vậy thôi hả? Ồ. Có hoa hướng dương hay là có trang trí cái gì nhiều hơn không? Phía đằng kia hả? Còn khu này của mình là khu gì? Trống đồng. Khu trống đồng. Cái khu này là mọi năm là đều làm cái sàn, cái trung tâm của hồ đúng không? Của người Nhật hả? Đấy, các bạn nói là năm nay chỉ nhiêu đây thôi. Cũng không có cái gì nhiều. Đây là khu mọi năm là vẫn là cái nơi trung tâm này. Vẫn làm những cái sàn để đi ra ngoài chụp hình luôn. Nhưng mà năm nay thì thấy có mấy quả bóng thế này thôi. Cũng không có gì ha. Ba cái trống rất là to. Không biết rồi có dựng trang trí ở đâu không hay để như vậy. Các bạn gái xinh đẹp đó, tranh thủ đi chụp hình. Để tới 5 cái trống nữa. To ghê. Ngang với mình luôn, to ngang mình luôn. Cũng có được cái đồng lúa. Bánh chưng, bánh tét. Khu này chắc vẫn để hoa mồng gà này chắc sẽ cho vào đây. Đấy đúng rồi. Đây là khu vực Thái Express nếu như bạn nào muốn tìm kiếm. Khúc này thì có đồng lúa. Nhưng cũng để hai bên, còn giữa đường thì không thấy có trang trí gì. Cái này không biết là làm cái gì đây. Có xe ngựa, xe bò, chưa thấy con bò nào. Phía đằng kia là các cái hoa chắc sẽ chuẩn bị để trang trí vào đây. Ở
Còn đường hoa thì vẫn còn đang làm các cái luống hoa này. Phía bên này thì là hướng dương. Nói chung chụp hình cũng được. Với 1-2 ngày nữa hoàn tất xong đường hoa thì thế này hơi ít so với mọi năm. Làm chợ Bến Thành. Này chắc cổ bên Gimico. Đây họ cũng đang chuẩn bị để đặt luống hoa nhưng mà chưa thấy hoa đâu. Hôm nay có vẻ có nhiều bạn cũng đi chụp hình quá nhỉ. Chắc tranh thủ dịch chưa bùng phát, chưa bị cách ly. Này cảnh Hội An. Áo dài chứ. Lồng đèn đỏ đang cao. Có một khu nhỏ của Hội An. Khu nhà cổ. Cái này là tranh 3D nha các bạn, không phải là gỗ thật nha. Cũng không phải gỗ mô hình. Chỉ là giấy tranh 3D thôi, nhưng mà nhìn rất thật. Cái này các bạn thích chụp áo dài thì cứ qua đây chụp. Đảm bảo đẹp. Và tích cực để cho ngày mai ngày mốt thì hoàn tất. Đấy, bánh trưng, bánh tét. Đây mình đang đi ngược, đi từ giữa. Thì đây mới là cổng vào chính này.
tại vì gió quá trời gió, đường cao quá cao á. Chứ mà có hai người lên à. Ủa năm nay mình chỉ làm mấy trái này thôi. Năm trái. Cái này là của bên công ty nào tài trợ hay sao? Đó em không biết. À đây hả? Đó, em tưởng em bên công ty. Cảm ơn em. Đang chuẩn bị làm tổng cộng là 5 trái ha. 3 trái à. Đây là cái luống hồng mọi người đang chuẩn bị. Khi nào hoàn tất thì họ sẽ trưng bày ra ngoài này. Giờ mình sẽ tiếp tục đi từ giữa về hướng cầu ánh sao. Xem là có trang trí gì thêm không nha. Lúc đó đi ngang mình thấy có một ít cây đào. Thật sự là năm nay trang trí không nhiều, nhìn đơn giản. Mà chưa thấy con trâu nào luôn nhỉ? Này các bạn tha hồ chụp hình này. Đứng trong khung cửa sổ cửa. Cầu này khả năng là sẽ sơn đỏ. Không biết có sơn đỏ không. Cái để màu trắng thì nhìn hơi kỳ. Tiền, vàng. Cúc bông xôi mở đẹp ghê, nở nở đẹp ghê. Nhìn tiền, nhìn nhiều vàng chứ nó may mắn. Không biết cái mô hình này là mô hình gì nữa. Bạn nào biết thì comment cho mình biết nha. Các bạn trẻ.
Mình cũng không biết cái này là cái gì luôn, không có bất cứ một cái chữ nào hết. Nhưng mà thấy tượng trưng giống như là kiểu của người Nhật hoặc người Hoa, cảm giác người Nhật nhiều hơn. Hoa đẹp ghê. Đây, khu vực đào đây. Cũng coi như là có tiểu cảnh để chụp hình. Có con mèo thần tài mà đi nguyên dọc đường chưa thấy con trâu, ngộ ta.